quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Fernibuy. Trong video lần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu sofa FB280801. Sản phẩm được thiết kế với một chiếc ghế sofa hình chữ L, có phần lưng tựa và nệm ngồi được thiết kế tách rời có khóa kéo. Hai bên tay vịn của sofa được thiết kế uốn cong, mang đến sự trẻ trung và hiện đại cho sản phẩm. Thông tin cơ bản của bộ sofa như sau: chiều dài của ghế là 2,5m, chiều rộng là 1,6m, chiều cao tổng thể là 80, lòng sâu của ghế là 55, khoảng cách từ mặt sàn lên vị trí mình ngồi là 45. Bộ sofa được sử dụng toàn bộ bằng phần khung gỗ tự nhiên, đã được xử lý và đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình cả nhà sử dụng. Kết hợp với đó là hệ thống nệm mút chuyên dụng dày dặn và êm ái. Bên ngoài, sản phẩm được khoác cho mình một chiếc áo nỉ thô nhập khẩu có tính chất biến nhiệt. Mùa hè thì mát mẻ mà mùa đông thì ấm áp. Với một bộ sofa mang thông tin cơ bản như trên, Fernibuy hiện đang bán với mức giá trị 7.600.000. Ngoài ra, quý khách có thể tùy chỉnh bộ sofa khi đến với dịch vụ thiết kế sofa theo yêu cầu. Fernibuy luôn có hơn 400 gam màu nỉ khác nhau để quý vị có thể lựa chọn theo sở thích hay phong thủy. Hoặc bạn cũng có thể đặt làm thay đổi kích thước để làm sao cho phù hợp với không gian phòng khách của nhà mình. Hãy liên hệ với hotline dưới màn hình để được hỗ trợ tư vấn. Hoặc bạn cũng có thể ghé qua các showroom của Fernibuy trên toàn quốc để được trực tiếp ngồi cũng như cảm nhận về sự êm ái và dễ chịu của bộ sản phẩm này như thế nào. Hãy cùng Fernibuy nhìn lại một lần nữa về mẫu sofa này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.